Xin chào các bạn đã đến với bộ phim Cầm Tù Esaz tập 142. Ở đầu tập phim, như đã nói ở cuối tập trước, Ohun đã từ chối tình cảm của con bồ Selin và đã chọn luôn Hiza là người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời, khiến mọi người phải bất ngờ về việc anh đấy đã làm. Ở đầu phim là cuộc nói chuyện Ohun với Hira. Cô khuyên rằng Ohun đừng đi, anh ý cũng thấy rằng sẽ không thích hợp nếu mà bỏ Hiza. Sau đó Hiza ngại đỏ mặt mà trong lòng cảm động rưng rưng nước mắt, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra rằng là mình vẫn ổn. Nhìn những hành động cô làm có vẻ rất run rẩy khiến Ohun nhìn phải bật cười. Đêm hôm đó hai người họ đã ngủ cùng phòng với nhau, nhưng chưa có gì đặc biệt đâu nhá, ha ha. Ohun bảo cứ thoải mái ngủ ở phòng tôi, không có phiền gì đâu. Cô ngủ trên giường còn tôi ngủ trên ghế sofa cũng được. Điều đó như nói lên một điểm nhấn tình cảm của hai người họ bắt đầu đã quay trở lại, đúng không các bạn? Chuyển cảnh đến bệnh viện là bác sĩ đang dạy Mezian một vài động tác để hồi phục lại cánh tay của mình. Cô có thể xuất viện vào sáng mai. Nếu có gì không ổn, cô vẫn có thể quay lại đến bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn, và bác sĩ sẽ chỉ cô một vài bài tập. Ở nhà nếu cô làm tốt thì có thể nhanh chóng bình phục hơn. Khi hai người ngồi nói chuyện, Mezian cảm thấy rất vui khi có Kenan ở bên cạnh. Cảm ơn anh đã tận tình quan tâm chăm sóc tôi thời gian qua. Kenan chúc cô sớm hồi phục và cũng cảm ơn cô nhiều. Sáng hôm sau quay trở lại phòng Ohun, tuy hai người không cùng giường cùng chiếu, nhưng lại thức cùng nhau một giờ, ha ha. Bỏ qua cảnh quay Mezian trở về nhà, thì tiếp đến cảnh quay phòng làm việc của Ohun. Anh ta thông báo cho Hiza rằng anh sẽ có một cuộc họp quan trọng với người Pháp, mong Hiza lúc đó sẽ tham gia. Sau đó cô bối rối không biết rằng nên mặc bộ đồ nào cho đẹp. Cô tìm hết tủ quần áo của cô mà vẫn không ưng cái nào. Rồi cuối cùng cô nhờ đến sự trợ giúp của Nersa, và hai người họ tìm mãi cuối cùng cũng bộ phù hợp, nhưng Hiza có vẻ như vẫn không hài lòng. Chuyển cảnh là hai mẹ con nhà Eda đang ngồi nói xấu rằng không thể đứng nhìn Ohun và Hiza ở bên cạnh nhau như vậy. Mỗi khi nghĩ tới cảnh đó là tôi lại buồn nôn. Tôi cảm thấy như là ta càng xua đuổi họ thì họ lại càng thắm thiết với nhau hơn. Cứ kiên trì thêm đi, rồi có ngày hai mẹ con mình sẽ tách ra được hai người họ. Tiếp là cảnh Ohun đang nói chuyện điện thoại và đợi Hiza thay đồ, thì bất ngờ khi nhìn thấy phong cách của Hiza thật bad girl. Phong cách của Hiza thay đổi bất ngờ khiến Ohun và mẹ con nhà Eda phải há hốc mồm bị đứng hình. Tiếp đến cảnh Mezian và Kenan đang khuyên rằng cô từ giờ hãy nghe theo lời chỉ huy của tôi, rằng bây giờ mỗi buổi tối phải chịu khó tập thể dục. Anh ta sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ cô tập những bài tập mà bác sĩ đã cho để cố gắng khôi phục sức khỏe một cách nhanh nhất. Và sau đó là họ thực hành. Chuyển cảnh là cảnh Ohun và Hiza ở trong nhà hàng VIP 5 sao, nhìn họ rất sang trọng và lịch sự. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy cảnh Hiza xinh đẹp như này, đúng không mọi người? Ohun Bonersa đã làm tóc cho cô phải không? Làm tốt lắm, nhìn rất phù hợp và cô đêm nay rất là đẹp. Quay lại cảnh Kenan đang dìu dắt Mezian tập một vài bài thể dục, và hai người họ đang dìu nhau đi trên sàn nhà. Trông có vẻ như sức khỏe Mezian có sự thay đổi nhiều và tốt hơn trước. Khi ở trong phòng Mezian, Kenan nói rằng, trong tình yêu không chỉ có hạnh phúc, bởi vì trong thực tế hạnh phúc không có điều đó, và tôi hoàn toàn hài lòng hơn cả bạn rồi. Khi đó, Mezian cũng chỉ mỉm cười. Quay đến cảnh cuối phim Ohun và Hiza, hai người họ đang đăm chiêu trong sự lãng mạn với nhau, cùng với cảnh tình nhân của cặp vợ chồng bàn bên cạnh. Thì Ohun bỗng đi vệ sinh, nhưng quay lại thì đã bị đứng hình khi vô tình nghe được những lời ngọt ngào mà Hiza bỗng nói ra đối với mình. Tập phim đến đây là hết, mọi người cùng đón xem cảnh lãng mạn của hai người họ trong tập tiếp theo nhé. Nhưng đừng quên đăng ký bấm chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Hẹn gặp lại. Xin chào các bạn đã đến với bộ phim Cầm Tù Esaz tập 142. Ở đầu tập phim, như đã nói ở cuối tập trước, Ohun đã từ chối tình cảm của con bồ Selin và đã chọn luôn Hiza là người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời, khiến mọi người phải bất ngờ về việc anh đấy đã làm. Ở đầu phim là cuộc nói chuyện Ohun với Hira. Cô khuyên rằng Ohun đừng đi, anh ý cũng thấy rằng sẽ không thích hợp nếu mà bỏ Hiza. Sau đó Hiza ngại đỏ mặt mà trong lòng cảm động rưng rưng nước mắt, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra rằng là mình vẫn ổn. Nhìn những hành động cô làm có vẻ rất run rẩy khiến Ohun nhìn phải bật cười. Đêm hôm đó hai người họ đã ngủ cùng phòng với nhau, nhưng chưa có gì đặc biệt đâu nhá, ha ha. Ohun bảo cứ thoải mái ngủ ở phòng tôi, không có phiền gì đâu. Cô ngủ trên giường còn tôi ngủ trên ghế sofa cũng được. Điều đó như nói lên một điểm nhấn tình cảm của hai người họ bắt đầu đã quay trở lại, đúng không các bạn? Chuyển cảnh đến bệnh viện là bác sĩ đang dạy Mezian một vài động tác để hồi phục lại cánh tay của mình. Cô có thể xuất viện vào sáng mai. Nếu có gì không ổn, cô vẫn có thể quay lại đến bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn, và bác sĩ sẽ chỉ cô một vài bài tập. Ở nhà nếu cô làm tốt thì có thể nhanh chóng bình phục hơn. Khi hai người ngồi nói chuyện, Mezian cảm thấy rất vui khi có Kenan ở bên cạnh. Cảm ơn anh đã tận tình quan tâm chăm sóc tôi thời gian qua. Kenan chúc cô sớm hồi phục và cũng cảm ơn cô nhiều. Sáng hôm sau quay trở lại phòng Ohun, tuy hai người không cùng giường cùng chiếu, nhưng lại thức cùng nhau một giờ, ha ha. Bỏ qua cảnh quay Mezian trở về nhà, thì tiếp đến cảnh quay phòng làm việc của Ohun. Anh ta thông báo cho Hiza rằng anh sẽ có một cuộc họp quan trọng với người Pháp, mong Hiza lúc đó sẽ tham gia.
Sau đó cô bối rối không biết rằng nên mặc bộ đồ nào cho đẹp, cô tìm hết tủ quần áo của cô mà vẫn không ưng cái nào, rồi cuối cùng cô nhờ đến sự trợ giúp của Nersa, và hai người họ tìm mãi cuối cùng, cũng bộ phù hợp nhưng Hiza có vẻ như vẫn không hài lòng. Chuyển cảnh là hai mẹ con nhà Eda đang ngồi nói xấu rằng, không thể đứng nhìn Ohun và Hiza ở bên cạnh nhau như vậy, mỗi khi nghĩ tới cảnh đó là tôi lại buồn nôn, tôi cảm thấy như là ta càng xua đuổi họ thì họ lại càng thắm thiết với nhau hơn, cứ kiên trì thêm đi rồi có ngày hai mẹ con mình sẽ tách ra được hai người họ. Tiếp là cảnh Ohun đang nói chuyện điện thoại và đợi Hiza thay đồ, thì bất ngờ khi nhìn thấy phong cách của Hiza thật bad girl, phong cách của Hiza thay đổi bất ngờ khiến Ohun và mẹ con nhà Eda phải há hốc mồm bị đứng hình. Tiếp đến cảnh Mezian và Kenan đang khuyên rằng, cô từ giờ hãy nghe theo lời chỉ huy của tôi rằng, bây giờ mỗi buổi tối phải chịu khó tập thể dục, anh ta sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ cô tập những bài tập mà bác sĩ đã cho để cố gắng khôi phục sức khỏe một cách nhanh nhất, và sau đó là họ thực hành. Chuyển cảnh là cảnh Ohun và Hiza ở trong nhà hàng VIP 5 sao nhìn họ rất sang trọng và lịch sự. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy cảnh Hiza xinh đẹp như này đúng không mọi người? Ohun Bonersa đã làm tóc cho cô phải không? Làm tốt lắm, nhìn rất phù hợp và cô đêm nay rất là đẹp. Quay lại cảnh Kenan đang dìu dắt Mezian tập một vài bài thể dục và hai người họ đang dìu nhau đi trên sàn nhà. Trông có vẻ như sức khỏe Mezian có sự thay đổi nhiều và tốt hơn trước. Khi ở trong phòng Mezian, Kenan nói rằng, trong tình yêu không chỉ có hạnh phúc, bởi vì trong thực tế hạnh phúc không có điều đó. Và tôi hoàn toàn hài lòng hơn cả bạn rồi khi đó. Mezian cũng chỉ mỉm cười. Quay đến cảnh cuối phim Ohun và Hiza hai người họ đang đăm chiêu trong sự lãng mạn với nhau. Cùng với cảnh tình nhân của cặp vợ chồng bàn bên cạnh, thì Ohun bỗng đi vệ sinh. Nhưng quay lại thì đã bị đứng hình khi vô tình nghe được những lời ngọt ngào mà Hiza bỗng nói ra đối với mình. Tập phim đến đây là hết, mọi người cùng đón xem cảnh lãng mạn của hai người họ trong tập tiếp theo nhé. Nhưng đừng quên đăng ký bấm chuông để nhận thông báo tập mới nhất, hẹn gặp lại. Xin chào các bạn đã đến với bộ phim Cầm Tù Esa Z tập 142. Ở đầu tập phim, như đã nói ở cuối tập trước, Ohun đã từ chối tình cảm của con bồ Selin và đã chọn luôn Hiza là người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời khiến mọi người phải bất ngờ về việc anh đấy đã làm. Ở đầu phim là cuộc nói chuyện Ohun với Hira, cô khuyên rằng Ohun đừng đi, anh ý cũng thấy rằng sẽ không thích hợp nếu mà bỏ Hiza. Sau đó Hiza ngại đỏ mặt mà trong lòng cảm động rưng rưng nước mắt, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra rằng là mình vẫn ổn. Nhìn những hành động cô làm có vẻ rất run rẩy khiến Ohun nhìn phải bật cười. Đêm hôm đó hai người họ đã ngủ cùng phòng với nhau, nhưng chưa có gì đặc biệt đâu nhá ha ha. Ohun bảo cứ thoải mái ngủ ở phòng tôi không có phiền gì đâu, cô ngủ trên giường còn tôi ngủ trên ghế sofa cũng được. Điều đó như nói lên một điểm nhấn tình cảm của hai người họ bắt đầu đã quay trở lại đúng không các bạn? Chuyển cảnh đến bệnh viện là bác sĩ đang dạy Mezian một vài động tác để hồi phục lại cánh tay của mình. Cô có thể xuất viện vào sáng mai, nếu có gì không ổn cô vẫn có thể quay lại đến bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn và bác sĩ sẽ chỉ cô một vài bài tập. Ở nhà nếu cô làm tốt thì có thể nhanh chóng bình phục hơn. Khi hai người ngồi nói chuyện, Mezian cảm thấy rất vui khi có Kenan ở bên cạnh. Cảm ơn anh đã tận tình quan tâm chăm sóc tôi thời gian qua. Kenan chúc cô sớm hồi phục và cũng cảm ơn cô nhiều. Sáng hôm sau quay trở lại phòng Ohun, tuy hai người không cùng giường cùng chiếu, nhưng lại thức cùng nhau một giờ ha ha. Bỏ qua cảnh quay Mezian trở về nhà, thì tiếp đến cảnh quay phòng làm việc của Ohun. Anh ta thông báo cho Hiza rằng, anh sẽ có một cuộc họp quan trọng với người Pháp, mong Hiza lúc đó sẽ tham gia. Sau đó cô bối rối không biết rằng nên mặc bộ đồ nào cho đẹp, cô tìm hết tủ quần áo của cô mà vẫn không ưng cái nào. Rồi cuối cùng cô nhờ đến sự trợ giúp của Nersa, và hai người họ tìm mãi cuối cùng, cũng bộ phù hợp nhưng Hiza có vẻ như vẫn không hài lòng. Chuyển cảnh là hai mẹ con nhà Eda đang ngồi nói xấu rằng, không thể đứng nhìn Ohun và Hiza ở bên cạnh nhau như vậy, mỗi khi nghĩ tới cảnh đó là tôi lại buồn nôn, tôi cảm thấy như là ta càng xua đuổi họ thì họ lại càng thắm thiết với nhau hơn. Cứ kiên trì thêm đi rồi có ngày hai mẹ con mình sẽ tách ra được hai người họ. Tiếp là cảnh Ohun đang nói chuyện điện thoại và đợi Hiza thay đồ, thì bất ngờ khi nhìn thấy phong cách của Hiza thật bad girl, phong cách của Hiza thay đổi bất ngờ khiến Ohun và mẹ con nhà Eda phải há hốc mồm bị đứng hình. Tiếp đến cảnh Mezian và Kenan đang khuyên rằng, cô từ giờ hãy nghe theo lời chỉ huy của tôi rằng, bây giờ mỗi buổi tối phải chịu khó tập thể dục, anh ta sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ cô tập những bài tập mà bác sĩ đã cho để cố gắng khôi phục sức khỏe một cách nhanh nhất, và sau đó là họ thực hành. Chuyển cảnh là cảnh Ohun và Hiza ở trong nhà hàng VIP 5 sao nhìn họ rất sang trọng và lịch sự. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy cảnh Hiza xinh đẹp như này đúng không mọi người? Ohun Bonersa đã làm tóc cho cô phải không? Làm tốt lắm, nhìn rất phù hợp và cô đêm nay rất là đẹp. Quay lại cảnh Kenan đang dìu dắt Mezian tập một vài bài thể dục và hai người họ đang dìu nhau đi trên sàn nhà. Trông có vẻ như sức khỏe Mezian có sự thay đổi nhiều và tốt hơn trước. Khi ở trong phòng Mezian, Kenan nói rằng, trong tình yêu không chỉ có hạnh phúc, bởi vì trong thực tế hạnh phúc không có điều đó. Và tôi hoàn toàn hài lòng hơn cả bạn rồi khi đó. Mezian cũng chỉ mỉm cười. Quay đến cảnh cuối phim Ohun và Hiza hai người họ đang đăm chiêu trong sự lãng mạn với nhau. Cùng với cảnh tình nhân của cặp vợ chồng bàn bên cạnh, thì Ohun bỗng đi vệ sinh. Nhưng quay lại thì đã bị đứng hình khi vô tình nghe được những lời ngọt ngào mà Hiza bỗng nói ra đối với mình.
Tập phim đến đây là hết, mọi người cùng đón xem cảnh lãng mạn của hai người họ trong tập tiếp theo nhé. Nhưng đừng quên đăng ký bấm chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Hẹn gặp lại!